gì thế? Con ngủ à? Mở mền ra đi con, đừng chùm mền như thế, con sẽ bị ngột thở đấy. Mẹ ơi, con không có ngủ, con đang thử làm em bé ạ. Thử làm em bé? Là sao hả con? Hôm nay con học trên lớp, cô nói là em bé lớn lên trong bụng mẹ đó mẹ, nên con đang chùm chăn để thử cảm giác làm em bé đó mẹ ơi. Thì ra là vậy. Rồi con thử làm em bé sao? Vui không con?